Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một hiện tượng mà gây khó khăn khá là lớn cho người Việt Nam chúng ta khi nghe người nước ngoài nói tiếng Anh. Đó chính là hiện tượng sentence stress, tạm dịch ra tiếng Việt là trọng âm câu. Sở dĩ nó là hiện tượng gây khó khăn cho người Việt Nam chúng ta khi nghe tiếng Anh bởi vì trong tiếng Việt của chúng ta không có trọng âm câu, nên chúng ta không có quen với việc này khi chúng ta nghe người khác nói. Tôi lấy ví dụ, tôi nói câu này trong tiếng Việt một cách bình thường là: hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn một số vấn đề liên quan tới trọng âm câu trong tiếng Anh. Thì đó là tôi nói bình thường. Nếu tôi áp dụng trọng âm câu của tiếng Anh vào trong câu này của tiếng Việt thì có thể các bạn sẽ nghe thấy là: hôm nay tôi đang chia sẻ với các bạn một số vấn đề liên quan tới trọng âm câu trong tiếng Anh. Thì đó chính là sự khác biệt. Vậy thì trọng âm câu là gì? Để hiểu đơn giản, chúng ta chỉ cần hiểu rằng trọng âm câu là hiện tượng người nói nhấn mạnh một số từ mà người nói cho là quan trọng ở trong câu. Đó gọi là trọng âm câu. Ví dụ như sau: 1 and 2 and 3 and 4, 1 and 2 and 3 and 4, 1 and then 2 and then 3 and then 4. Đó là tôi vừa đưa ra một ví dụ cho các bạn về hiện tượng trọng âm câu. Một ví dụ khác trong một câu cụ thể đó là: Today I'm very happy to share with you something about sentence stress. Today I'm very happy to share with you something about sentence stress. Đó là hiện tượng trọng âm câu trong một câu nói bình thường. Như vậy thì chúng ta chỉ cần hiểu bản chất của trọng âm câu để khi chúng ta nghe người nước ngoài nói thì chúng ta có một cái tâm thế sẵn sàng để chúng ta tránh bị động và chúng ta không còn sợ nó nữa. Còn trong thực tế mà khi chúng ta học tiếng Anh như một ngoại ngữ thì chúng ta hoàn toàn có thể nói mà không cần áp dụng trọng âm câu. Còn nếu chúng ta có điều kiện mà luyện tập cái này thì cũng là tốt. Nếu các bạn để ý thì khi các bạn nghe người Singapore, người Đài Loan, người Hồng Kông hay người Ấn Độ, người ta sử dụng tiếng Anh thì họ cũng không hề áp dụng trọng âm câu, hoặc họ áp dụng rất là nhẹ nhàng giống như cách chúng ta nói tiếng Việt đều đều. Như vậy thì cái ví dụ vừa nãy thì chúng ta hoàn toàn có thể nói như sau: Today I am very happy to share with you something about sentence stress. Today I'm very happy to share with you something about sentence stress. Đó là cách chúng ta có thể nói một câu tiếng Anh bình thường và chúng ta không cần lo lắng rằng người nước ngoài người ta không hiểu. Như vậy thì hôm nay tôi đã chia sẻ với các bạn sơ bộ về hiện tượng sentence stress ở trong tiếng Anh. Và hy vọng rằng video này hữu ích cho các bạn. Nếu các bạn muốn tôi chia sẻ thêm chủ đề nào khác liên quan đến tiếng Anh thì các bạn vui lòng bình luận ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.